Trong hành trình kiến tạo offline, các anh chị sẽ được trải nghiệm một quy trình, đó là chữa lành, giải phóng cơn tức giận. Mà đây là cái quy trình mà lần đầu tiên cô Lanh sẽ làm offline cho tất cả các anh chị kiến tạo. Và tại sao mà chúng ta không phải là kiểm soát cơn tức giận? Chúng ta đã dồn nén, chúng ta đã cố gắng kiểm soát nó nhưng nó vẫn ở bên trong mình. Và khi nó vẫn ở bên trong mình nén thì có những cái thứ khác nó sẽ ra thôi. Như là bệnh tật, như là u nhọt, tất cả những cái thứ đó nó sẽ biểu hiện ra. Không những thế, mình còn làm tổn hại cho những người xung quanh mình nữa. Và vì vậy, để chúng ta có thể giải phóng cơn tức giận, chúng ta phải đến với hành trình chữa lành, ôm ấp nó, để nó đi qua mình và nó đi ra khỏi mình. Chúng ta thường nghĩ rằng bởi vì con nên là mẹ mới tức, vì ai đó nên là mẹ mới khó chịu bực bội. Thực ra không phải vì ai đó nên mình mới tức giận, mà bởi vì cái cơn tức giận này nó đã nằm sẵn trong mình rồi. Có thể hình thành do trải nghiệm quá khứ của mình, mình lớn lên với những người cha người mẹ tức giận, hay do môi trường xung quanh của mình thường xuyên có những tiếng gào thét ầm ào, hay mình có nhiều nỗi sợ hãi bên trong và mình cảm giác không an toàn, và vì thế cơn tức giận bùng phát. Bên cạnh việc giải phóng cơn tức giận cho bạn, trong hành trình kiến tạo cuộc đời mới, bạn được tham gia vào quy trình vị trí quan điểm với chính mình, giúp bạn nhận ra vấn đề lớn nhất trong cuộc đời này bạn gặp đó là vấn đề với chính mình. Bạn nhận ra người bạn vô thức bên trong mình mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên. Bạn sẽ được làm hòa, kết nối với người bạn vô thức của mình. Từ đó giúp bạn chịu trách nhiệm với hành vi của mình và thành công hơn nữa trên cuộc đời này. Trong quy trình kết nối với chính mình, chúng ta sẽ kết nối được với vô thức của mình, kích hoạt được tình yêu vô lượng bên trong bạn, kích hoạt được nguồn lực, sức mạnh, trí tuệ vô lượng bên trong mình, để từ đó mình giao tiếp đúng đắn với chính mình và kiến tạo một cuộc đời bứt phá. Và khi mình kết nối được với chính mình thì mình có cơ hội kết nối được với con mình, với chồng, với vợ và với tất cả những người xung quanh, và kiến tạo những mối quan hệ hòa hợp, hạnh phúc. Và khi chúng ta kết nối được với chính mình, chúng ta sẽ kết nối với con của mình. Chúng ta cũng lớn lên với những nỗi đau, chúng ta cũng lớn lên với sự tổn thương, chúng ta cũng lớn lên với sự thiếu thốn, không đủ đầy tình yêu thương, sự khen ngợi, ghi nhận của cha mẹ. Và chúng ta không thể cho người khác thứ chúng ta không có. Và vì thế, chúng ta vô tình trút tất cả những cái nỗi đau của chúng ta sang con của mình. Cơn tức giận, sự hằn học, sự khó chịu, lời chê bai, chỉ trích. Và vô tình làm con của mình tổn thương. Và vì thế, trong hành trình kết nối ở chương trình kiến tạo offline, cô Lanh sẽ cùng với các anh chị kết nối ở cái tầng sâu nhất nguồn năng lượng gốc của mình. Và rồi khi đó, mình sẽ có đủ năng lực để chữa lành và dẫn dắt con của mình, để con của mình có thể cất cánh trên hành trình cuộc đời của con. Nên nhất định phải chọn mình có mặt trong hành trình kiến tạo offline vào ngày 6, 7 tháng 7 năm 2024. Hẹn gặp lại các anh chị vào hành trình kiến tạo offline ngày 6, 7 năm 2024.